Thưa quý vị và các bạn, COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại do thời gian tiêm vaccine đã lâu và miễn dịch cộng đồng hiện đã giảm. Bên cạnh đó, thì người dân đã có tâm lý chủ quan khi mà chỉ coi COVID-19 như là bệnh cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, đối với những đối tượng có nguy cơ cao như là người già có bệnh lý nền, trẻ em với sức đề kháng kém và chưa được tiêm phòng vaccine, thì vẫn rất dễ bị virus tấn công và gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, đa phần bệnh nhân đang điều trị là bệnh nhân mắc COVID-19. Trong một ngày, khoa tiếp đón 10 bệnh nhân thì trong đó 9 bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm này. Tính chất chung của các bệnh nhân này thì là đa phần đều là thứ nhất là các đối tượng có nguy cơ cao, như trẻ nhỏ thì là chưa được tiêm phòng vaccine và hệ miễn dịch rất là non yếu. Còn người già thì với cái độ tuổi, lứa tuổi cao lại có nhiều bệnh lý nền thì cũng là đối tượng nguy cơ cao khi mắc COVID. Đợt này thì có vẻ như là nó cũng lại bùng phát trở lại. Đấy. Hiện tại thì cái tỷ lệ bệnh nhân vào khoa có một ngày, bọn mình đón khoảng 10 bệnh nhân thì trong đó 9 bệnh nhân là COVID, chứ còn thì cái tỷ lệ bệnh lý truyền nhiễm khác nó cũng ít. Các bệnh nhân cao tuổi này đều có bệnh lý nền, người mắc bệnh tim, người tai biến não. Tuy đã tiêm 3 mũi vaccine nhưng khi tái mắc COVID, các bệnh nhân cần phải nhập viện điều trị để theo dõi sát, tránh nguy cơ bệnh trở nặng và có những diễn biến khác. Tôi tiêm về chống COVID thì cách đây khoảng từ 2021-2022 tiêm cái vaccine tuổi. Tôi lúc giờ cũng già rồi, tiêm 3 mũi hết rồi đấy. Tôi bị tim mạch, tôi đốt cái tâm thu và động mạch vành. Có, các cô cũng bảo nó có ảnh hưởng, thế nên phải hết sức cẩn thận. Mà điều trị sao cho nó cái COVID cho nó hết cái nhiễm khuẩn đi thì nó đã phải sang chuyển lan sang cái bệnh nền cũng rất nguy hiểm. Tôi ở nhà thấy người mỏi mệt, ho thì tôi vào đây khám thì các bác sĩ bảo hình như là ho COVID, vaccine là tiêm thời điểm tiêm chủng là tiêm 3 mũi rồi. Trẻ em chưa được tiêm vaccine cùng với sức đề kháng yếu là đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19. Qua ghi nhận, toàn bộ bệnh nhi đang điều trị tại khoa truyền nhiễm đều dưới 1 tuổi và bố mẹ đã có dấu hiệu ho, hắt hơi, sổ mũi trước đó. Tâm lý chủ quan với suy nghĩ bệnh COVID không còn nguy hiểm như trước, nên nhiều phụ huynh đã lơ là, không hạn chế tiếp xúc và vô tình lây bệnh cho con. Thì bây giờ thì COVID thì nó cũng không như ngày trước, nhưng mà mình chỉ thấy là kiểu con thì sốt thì thấy lo lắng thì mình đi khám, chứ cũng không nghĩ là con bị COVID. COVID thì người lớn thì ở nhà thì cũng không test, nhưng mà bố cháu thì kiểu bị cúm thôi. Thì cúm thông thường thì chắc cũng có thể là con bị lây ạ. Thì nửa đêm sốt, xong là sáng sốt nên man nhưng mà không hạ sốt, nên là cho đi khám thì được test là chẩn đoán là bị COVID. Có bố có bị cúm, ho và sốt, cũng sốt nên man 2 ngày. Xong đấy mẹ vừa khỏi xong được tuần thì lại đến con. Thực ra bây giờ thì người dân mình cũng đã chủ quan hơn so với đợt có đại dịch rất là nhiều. Thì khuyến cáo người dân là mình vẫn nâng cao tinh thần cảnh giác và chỉ bằng những cái hành động nhỏ như là đeo khẩu trang, rồi thường xuyên sát khuẩn tay và có một cái lối sống thật là lành mạnh thì nó cũng sẽ góp phần là hạn chế cái việc là lây lan các bệnh lý truyền nhiễm nói chung, không riêng gì COVID, hạn chế được cái tỷ lệ bị nhiễm bệnh và tỷ lệ phải nhập viện. Mặc dù bệnh COVID-19 không còn nguy hiểm như bệnh truyền nhiễm nhóm A, tuy nhiên, bệnh truyền nhiễm nhóm B cũng là các bệnh truyền nhiễm có khả năng lây truyền nhanh. Mùa hè là thời điểm nhu cầu du lịch tăng cao, tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh lây lan, nhất là đối với nhóm nguy cơ cao như trẻ em, người cao tuổi. Người dân cần chú ý thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, súc miệng, họng bằng nước súc miệng để phòng tránh COVID-19 nói riêng và các bệnh đường hô hấp khác. Bên cạnh COVID thì ho gà cũng đang có xu hướng gia tăng trở lại. Bởi trong 2 tháng trở lại đây, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh đã khám và nhập viện điều trị cho 13 trường hợp trẻ bị mắc bệnh ho gà với các biểu hiện là xuất hiện ho cơn liên tục trong nhiều tuần, sốt, tím tái, mệt mỏi và chán ăn. Tại một số các cơ sở y tế khác thì số trẻ mắc ho gà đến khám và điều trị cũng có xu hướng gia tăng. Chỉ tính riêng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, đa phần các trẻ mắc ho gà đến khám và nhập viện điều trị đều chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều,
nhiều trẻ mắc ho gà dưới 2 tháng tuổi, trước tuổi có chỉ định tiêm chủng. Đây là bệnh lý gây biến chứng nguy hiểm và đe dọa tử vong cao với các trẻ dưới 3 tháng tuổi. Và do trẻ dưới 3 tháng tuổi thì chưa đến lịch tiêm chủng vaccine hoặc là chưa được tiêm đủ liều vaccine ho gà, nên nguy cơ nhiễm bệnh lại càng cao. Mặt khác thì bản thân trẻ không có miễn dịch hoặc là không nhận được miễn dịch từ cơ thể mẹ do trước đó sản phụ chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Điều lo ngại hơn nữa là trẻ dưới 1 tuổi mắc bệnh ho gà tiến triển nặng lên rất nhanh. Trẻ càng ít tháng mắc ho gà thì tỷ lệ tử vong càng cao. Và các bác sĩ cũng đưa ra cảnh báo trẻ sơ sinh, ho rất ít xuất hiện hoặc thậm chí là không ho, nhưng có thể có hiện tượng ngưng thở tạm thời trong một thời gian ngắn. Vì vậy, ho gà là bệnh lý nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Vì vậy, để chủ động phòng bệnh cho trẻ nhỏ trước khi bước vào độ tuổi tiêm chủng, thì các phụ huynh có thể tiêm vaccine phối hợp với bệnh uốn ván, bạch hầu, ho gà trong thời gian mang thai. Sau khi được tiêm vaccine thì cơ thể mẹ sẽ tạo ra các kháng thể cần thiết truyền lại cho em bé trước khi sinh. Và những kháng thể này thì giúp bảo vệ em bé chống lại bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà trong tháng đầu đời. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế thì kết quả khảo sát tại 11 tỉnh thành cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong độ tuổi học sinh từ 13 đến 15 đã tăng hơn gấp đôi, cụ thể là từ 3,5% năm 2022 lên mức 8% vào năm 2023. Cụ thể, theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách quản lý điều hành Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử tăng chóng mặt những năm gần đây. Chỉ sau 5 năm, từ 2015 đến năm 2020, tỷ lệ người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên sử dụng thuốc lá điện tử tăng 18 lần, từ 0,2% lên 3,6%. Ông Khoa cho biết, nếu không kiểm soát ngay thuốc lá điện tử, đây sẽ là mối nguy hại rất lớn cho cả thế hệ tương lai. Liên quan đến chính sách khuyến nghị đối với thuốc lá điện tử, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, hiện các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới không được cấp phép nhập khẩu, quảng cáo và bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, các sản phẩm lậu được bán khá tràn lan, việc thực thi rất yếu. WHO cũng khuyến nghị Quốc hội cần ban hành nghị quyết cấm nhập khẩu, sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm nicotine, hệ thống phân phối điện tử không chứa nicotine. Đồng thời, cấm quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm này tại Việt Nam có quy định rõ trách nhiệm thực thi và chế tài. Được biết, Bộ Y tế đang xây dựng hồ sơ trình Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo nghị quyết, trong đó đưa quy định cấm toàn bộ việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàng trữ, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác để đảm bảo sức khỏe người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nếu được Chính phủ đồng ý, dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10 năm 2024. Ngày 6 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 14 tháng 5 đến cuối tháng 6, cơ quan này đã thực hiện đăng ký mới tổng cộng là 2.696 phương tiện. Quá trình quản lý đăng ký phương tiện thì Cảnh sát Giao thông đã xử lý 442 trường hợp các tổ chức, cá nhân không làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định. Công an cấp huyện trên địa bàn thành phố đăng ký mới cho 2.384 xe ô tô và 4.386 xe mô tô. Như vậy đến nay, tổng số phương tiện địa phương này đăng ký là hơn 8,1 triệu xe. Các loại gồm trên 1,1 triệu xe ô tô và khoảng 7 triệu xe mô tô. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đang quản lý 80 xe xích lô và 70 ô tô điện. Đáng chú ý, trong quá trình quản lý đăng ký phương tiện, Cảnh sát Giao thông xử lý 442 trường hợp, các tổ chức, cá nhân không làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế phương tiện. Tổng số tiền xử phạt là gần 1,9 tỷ đồng. Còn liên quan đến vụ việc hai tài xế xe buýt lạng lách chèn ép nhau trên quốc lộ 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đã tạm giữ hình sự hai tài xế của xe này nhằm phục vụ cho việc điều tra, làm rõ tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai tài xế xe buýt của hai hãng xe là Thạch Thành và Đông Bắc. Việc tạm giữ nhằm phục vụ điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng đối với hai tài xế này. Trước đó, vào ngày 2, ngày 3 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh hai xe buýt của hai hãng xe ở tỉnh Nghệ An chạy trên quốc lộ 1. Qua quá trình di chuyển, xe buýt của hãng Đông Bắc mang biển kiểm soát 37B01460 đi phía trước đã lạng lách cố tình chèn ép để không cho xe buýt của hãng Thạch Thành mang biển kiểm soát 37B01835 vượt lên.
Và ngược lại, xe buýt Thạch Thành cũng đã tìm mọi cách để vượt lên nhưng không được. Hai xe tranh giành nhau vượt trên quãng đường dài trên quốc lộ 1 ở đoạn qua khu đông dân cư và gây mất trật tự an toàn giao thông. Nhận thông tin, trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, Nghệ An triệu tập hai tài xế điều khiển hai xe buýt nói trên để xác minh xử lý theo đúng quy định.